Phó cho Trần Quốc Tuấn với mưu lịch. Trước khi từ trần, ông trăn trối với Trần Quốc Tuấn: nếu con không vì cha mà lấy thiên hạ thì dưới suối vàng cha sẽ không yên lòng. Trần Quốc Tuấn ghi nhớ lời cha nhưng không cho là phải. Khi đất nước lâm nguy trước hiểm họa Bắc Xâm, Trần Hưng Đạo gạt bỏ thù nhà, ra sức chống giặc giữ nước. Gọi lại trang sử hào hùng dưới thời Hưng Đại Vương, trong ngày Quốc khánh 30 tháng 4 lần thứ 48 tại đền thờ Đức Thánh Trần, cũng là nhắc nhở chúng ta, những người Việt tị nạn cộng sản, hai điều. Một là những hội đoàn quốc gia dân tộc, những cá nhân hay tập thể cùng theo đuổi một mục tiêu chung là xóa bỏ chế độ độc tài độc đảng, nên theo gương Đức Thánh Trần bỏ thù nhà, cùng đoàn kết thành một cộng đồng vững mạnh, hầu vô hiệu hóa nghị quyết 36 đang ló đuôi tại thủ đô người Việt tị nạn của chúng ta. Hai là 48 năm qua, thế hệ trước chúng ta đã tóc bạc sự da mồi, nên cố trao truyền lại cho thế hệ tiếp nối chính nghĩa quốc gia dân tộc và cổ vũ họ góp một bàn tay cho Việt Nam thoát cảnh đọa đày dưới chế độ độc tài độc đảng, góp một nhịp tim cho Việt Nam ngẩng mặt với đời trong thế giới tự do, dân nhân quyền, dân chủ. Kính thưa quý vị, xin quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Tiếp theo, một thành viên của ban tổ chức